Tenkuji Tagaru vẫn tiếp tục tại ngôi chùa của mình, đã cất giữ một quyển sách rất lâu đời với sức mạnh của God trong đó. Chúng ta cũng thừa biết đây sẽ là sức mạnh được trao cho Counter Saber khi cả hai bên đang truy đuổi những kẻ phản diện mới xuất hiện trong tập phim. Họ đã tình cờ gặp nhau và có cuộc đụng mặt với Dizat cũng như một tên rìu quèn nào đó trong series của God. Cả hai bên đã giao chiến hết sức ác liệt. Takeru đã trao quyển sách God Isin Goku cho Toma, tạo hình của phần ngực chuyển hóa thành phần ngực của God, biểu tượng Musashi trên phần ngực thể hiện là một tài kiếm rất giống biểu tượng của Saber. Phần áo tròn đặc trưng của God vẫn giữ nguyên, phần vai được điểm tô thêm chút màu bạc. Sức mạnh của form này không đơn thuần chỉ là sức mạnh của God mà là còn sức mạnh của tất cả những vĩ nhân. Dạng này có thể có sức mạnh ngang ngửa với God Rayful và khả năng của nó cũng tương tự như vậy, tạo những vết chém từ bổng ma của God cũng như triệu hồi chiếc áo khoác với linh hồn của những vị danh nhân. Họ sẽ hỗ trợ chiến đấu cùng với Saber. Đòn kết liễu của anh mang tên God Isatsugiri. Anh sẽ tấn công bằng 15 linh hồn, sau đó lao vào kẻ thù của đòn Rider Kick để dứt điểm chúng.